おはようケメン意味だケメン意味だケメン잘 부탁드립니다감사합니다잘 부탁드립니다Chúng mình là nhóm B336. Ok, quá hay. Thì hôm nay mình là Kira Kira của nhóm B336, sẽ là MC AK quản trò của cái game này. Và mọi người hãy giới thiệu về bản thân mình đi nha. Xin chào mọi người, B336. Xin chào mọi người, mình là Kira. Xin chào mọi người, mình là Kenchi, đến từ nhóm B36. Mình là Việt. Ok. Ok. Và chào mừng các bạn đã đến với chương trình Net Game B36. Net Game B36 sẽ là một series gồm nhiều trò chơi online kết nối B36 và các bạn khán giả. Và đầu trò chơi đầu tiên của trong series này chính là Ma Sáu Online. Thì như các bạn cũng đã biết, trước đó trên fanpage của B36 thì có một mini game nho nhỏ để chọn một thành viên tham gia chơi ma sói cùng với B36. Thì hôm nay chúng ta có hai bạn khán giả. Thì mời hai bạn hãy giới thiệu về bản thân mình đi ạ. Hello nhóm, mình tên là Thanh Thùy, năm nay 18 tuổi và đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Yeah. 18 tuổi hả? Tôi chào luôn á, tất cả mọi người. Tất cả các bạn khán giả khi mà tham gia vô cái net game này là em thấy kiểu lúc nào cũng đó là 18, 19, 20. Mà em thấy đúng trẻ luôn á, em tưởng em còn nghĩ là sẽ nhỏ hơn em không luôn á. Mình bằng tuổi beginner bạn. Ồ, vậy là 19 chứ. Không, mà mình chưa sinh nhật đó bạn. Nhớ sinh nhật. Em chào tất cả mọi người, em tên là Thương, năm nay em 12 tuổi. Wow. Thì em đang sống ở Đắk Lắk ạ. 21 tuổi đúng không? Không biết là dạo này trong mùa dịch thì mọi người có hoạt động gì làm hay không? Chị là ở nhà học online em. Chị có coi livestream của B36 không? Có em, chị coi mấy tập rồi thấy chóng căng quá. Vậy điều gì đã khiến chị đến với tụi em vậy? Kiểu như là chị ấn tượng điều gì đầu tiên của tụi em á? Thật sự là chị biết đến nhóm từ dự án luôn. Nhưng mà số chính vì là số chị biết là chưa gặp nhóm bao giờ. Ồ, còn chị Thu, chị gặp nhóm bao giờ chưa ta? Em chưa gặp nhóm bao giờ hết ạ. Anh chị cho em cơ hội được gặp anh chị với ạ. Dạo này trong mùa dịch mọi người cũng là rồi. Chị thấy Việt Thi ngày càng đẹp hơn nè. Ở nhà yeah. Ê, tính ra là em biết Việt Thi sẽ trả lời như thế luôn. Và Việt Thi sẽ hành động như thế luôn. Tính ra là em đoán trước được cái hành động và cái tiếng giọng cười của Việt Thi luôn á. Yeah, em cảm ơn chị rất là nhiều. Tại em dùng filter á, nhìn nó mới được xinh xinh nhẹ. Chứ em tắt filter cái chắc chạy luôn á. Nào tắt thử xem ơi. Chạy vào tim em hả? Em còn kể chuyện ma không thi? Ê, dạ có chứ, mọi người nhớ giờ livestream khung giờ livestream cái chuyện ma hàng ngày của mình nha. Chị Thương ơi, hôm nay hình như em thấy chị hơi ít nói hơn mọi lần đúng không ta? Không biết là tại sao vậy ạ? Ủa mọi lần đâu, chị chưa bao giờ, à quên, em chưa bao giờ gặp nhóm là chị sao vậy? Vậy ủa vậy ta, sao mình, sao chị lại nhớ có một bạn fan y chang em luôn, em có em gái hay là gì đó không? Lộn, em có chị gái không? Thì chắc là chị gái của em đó chị. Xin giống em không? Xin. Ủa chị Việt Thi, okay. Chị thái độ gì đấy?
cái cá thì chị chỉ là gà hơi phấn khích một xíu. Ok, mình nghĩ là giao lưu thế là đủ rồi. Thì bây giờ không biết là hai chị có biết được chơi game ma sói hay là đã từng bao giờ chơi game ma sói chưa? Thôi em, để chiều em muốn chị cứ ra chị. Đó. Ok. Hay. Lần đầu, tính ra lần đầu mà em chơi ma sói mà có mấy bạn khán giả nhỏ tuổi hơn mình luôn á. Cho nên tự nhiên kiểu xưng hô đó. Hơi bị bạn xin gọi nhầm gọi nhầm bé Thương là chị, cho nên là thông cảm nha cho nhanh nha bé Thương. Ok. Ok chị. Bây giờ chị Kira sẽ giải phổ biến luật chơi cho mọi người và cũng như là hai bạn khán giả nha. Board game ma sói sẽ là một trò chơi nhập vai mà trong đó người chơi sẽ phải thực hiện vai trò và chức năng tương ứng với lá bài mà người chơi được nhận từ quản trò là em nè. Thì trò chơi sẽ chia làm hai buổi, ban ngày và ban đêm, có hai phe là phe người và phe sói, và thỉnh thoảng sẽ có phe thứ ba, nhưng mà đặc biệt là trong ván game này sẽ không có phe thứ ba. Ban đêm sẽ là thời gian mà các chức năng thực hiện cái chức năng của mình. Đêm đầu tiên sẽ được quản trò là em gọi dậy để biết được người đó chức năng là gì, và bắt đầu từ đêm thứ hai sẽ thực hiện chức năng đó. Ván chơi sẽ kết thúc khi mà số sói bằng với số người thì lúc đó sói sẽ thắng, còn nếu mà sói bị tiêu diệt hết thì người sẽ thắng. Ok, mọi người hiểu chưa? Ok. Và những chức năng mà chúng ta sẽ có trong ván chơi ngày hôm nay đó chính là, thứ nhất chính là nguyệt nữ. Vào ban đêm thì nguyệt nữ sẽ rủ một người đi chơi cùng. Nguyệt nữ rủ ai đó đi chơi thì người đó sẽ bị đai chức năng ngày hôm đó. Và chức năng tiếp theo sẽ là bảo vệ. Thì bảo vệ quá quen thuộc rồi, chỉ là bảo vệ người đó và người đó sẽ bị vô hiệu hóa cái dấu cắn của sói thôi. Còn vai tiếp theo sẽ là sói, là đi cắn người. Tiếp theo sẽ là nửa người nửa sói. Thì cũng được biết là nửa con hoang đó mọi người. Thì khi mà bị sói cắn thì người này sẽ biến thành sói. Nhưng mà lúc đầu thì người này vẫn là theo phe dân làng nha. Thì tiếp theo sẽ là vai già làng. Thì già làng sẽ có hai mạng. Khi mà cắn mạng thứ nhất thì già làng sẽ không chết, mà thay vì đó là tất cả các chức năng đều sẽ không còn thực hiện được nữa. Và khi cắn lần thứ hai là già làng chết luôn. Và khi mà già làng bị vốt á thì già làng chết ngay lần đầu tiên, chứ chỉ có bị sói cắn là mới có hai mạng thôi nha. Còn tiếp theo sẽ là vai phường thủy. Sẽ có hai bình sống chết. Bình sống và bình chết mỗi bình chỉ có một, cho nên là phù thủy hãy cân nhắc để chọn cứu hoặc là giết nha. Nếu như mà già làng á mà bị cắn một đêm trong cắn trong đêm á là bị mất chức năng vậy, già làng có biết không? Không, già làng không biết là mình bị cắn, không ai biết là già làng bị cắn hết đó. Mọi người chỉ suy đoán thôi. Phải không? Mọi người phán đoán thôi. Ok, mọi người đã hiểu luật chơi chưa? Hiểu rồi. Dạ, hiểu chưa? Bây giờ chúng ta sẽ chọn random số để bốc chức năng nha mọi người. Mọi người chọn số mấy? Đầu tiên mời chị Thương trước đi. Chị Thương chọn số 3. Số của em mà. Quái. Thích vậy. Chúng ta phải ưu tiên cho khán giả chị Thi ơi. Rồi, xin mời chị Thùy. Xin mời chị Thùy. Chị chọn số 1. Ok. Rồi, mời tiếp theo là chị Việt Thi. Dạ, em chọn số 2 chị Gia. Ok. Tiếp theo là mời chị Hana. Số 5. Số 5. Tiếp theo là mời Kenji. Còn số mấy vậy? Số 4 với số 6. À, winner chọn số mấy? Anh chọn số 1. Anh chọn số 4 với số 6. Anh chọn số 4 với số 6. Số 4 hay số 6 anh ơi? Em cho anh chọn trước. Thôi chọn đi. Em cho anh chọn. Chọn đại lên. Ok, vậy em chọn số 4. Rồi, anh winner sẽ là số 6 nha anh ơi. Xin mời chị Thương mở mắt nhận chức năng. Ok, mời chị nhận mắt. Tiếp theo mời Kenji mở mắt. Wow.
Ok. Mời chị Hana. Ok nha. Xin mời anh Winner. Ok, xin mời chị Thùy. Ok. Ok. Và cuối cùng mời chị Việt Thi. Ok, tất cả mọi người đã được nhận chức năng của mình. Có vẻ như là hình như ván này không ai biểu lộ ra bất cứ cảm xúc gì cho cái chức năng của mình ha. Khó đoán. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ván chơi. Đêm đầu tiên, xin mời Nguyệt Nữ thức dậy. Đêm nay Nguyệt Nữ muốn rủ ai đi chơi cùng? Ok, hay á. Xin mời Nguyệt Nữ đi ngủ. Tiếp theo, xin mời bảo vệ. Bảo vệ ơi dậy đi. Bảo vệ muốn bảo vệ ai? Ok, bảo vệ. Xin mời bảo vệ đi ngủ. Tiếp theo, xin mời sói ơi dậy đi. Đêm nay sói muốn cắn ai? Ok. Mời sói đi ngủ. Tiếp theo, xin mời nửa người nửa sói. Nửa người nửa sói muốn chọn. Ủa, quên, nửa người nửa sói đâu có chức năng đâu, thôi đi ngủ đi. Tiếp theo, mời già làng thức dậy nhìn quảng tròn. Chị Thi. Sao nãy giờ già làng chưa dậy ta? Mời mọi người nhớ lại chức năng của mình nào. Ok, già làng đã thức dậy. Chị Thi dậy cảm đó. Cảm ơn già làng. Tiếp theo, vai cuối cùng, phù thủy ơi. Đêm nay người này chết. Bạn có muốn quăng bình cứu hay không? Ok, cảm ơn phù thủy. Bạn có muốn giết ai hay không? Ok. Rồi không cứu mới giết nha. Xin mời tất cả mọi người tỉnh dậy. Một đêm đã qua. Và như mọi lần, đêm đầu tiên, dù rất nhiều trong gai nhưng vẫn không ai chết cả. Xin mời mọi người bàn luận. Bây giờ mọi người muốn thắng luôn không? Việc thi có phải già làng không? Hay chỉ là một cú lừa? Bây giờ mọi người lộ hết chức năng là thắng luôn á. Chị tin Việc Thi. Có một sói à? Chị tin Việc Thi là sói. Hàng nhất như show chị Thùy ơi. Tại vì Việt Thi là già làng rồi đó. Không phải nè. Không phải Việt Thi là già làng. Thi đâu rồi. Trời mọi người, Việt Thi giang lắm. Không, Việt Thi là sợ là một cú lừa của bạn quá à. Một... Không, không. Chức năng chị nhận được đó, thì chị tin Việt Thi không phải là sói. Đó, Thi là gì mà chị tin?
cứ tin chị đi. Chị là sói hay là chị tin Thi Thi không phải là sói hả? Không, chị không phải là sói luôn. Chị không phải phù thủy. Phù cứu việc thi xong luôn. Không phải. Vậy chị là gì mà chị nói chị Thi không phải là sói? Đúng rồi. Mọi người cứ tin chị đi. Vậy thì vì bạn là sói rồi. Tại sao chị là gì? Chị là gì em bot nha. Chị không trả lời được là em bot chị luôn á. Chị đừng sợ chị, kệ nó. Mọi tin một mình nó bot không được gì đâu. Vậy nếu như Kenji bot chị có nghĩa là Kenji là sói? Không. Đúng. Không, bây giờ chị là gì mà sao chị lại nói? Đúng không? Tại vì dù cho chị là sao được. Thì mà nói chức năng của mình đó chắc chắn là đêm sau chị sẽ bị chết hoặc là... Không, tại vì nói, dù mọi người nói hết thì không chết. Tại vì dù cho chị có là gì đi chăng nữa thì chị cũng không thể nào chắc chắn được. Tại vì nếu mà chị là tiên tri chị cũng đâu thể nào soi nói trừng. Đúng. Mà không có tiên tri nữa chứ. Không có tiên tri. Thì nếu mà chị có tiên tri là không. Có không? Có tiên tri không? Không, không có tiên tri. Không có tiên tri luôn. Không có tiên tri. Vậy thì đâu có chức năng nào mà có thể chắc chắn được. Không, nhưng mà chắc chắn không phải là sói. Em tin chị Thùy. Đúng rồi, đó đi. Ừ, em là Gia Lan mà. Không phải Mình thi Gia Lan mà. Thôi, quả này sói mà thua thì cũng phải hối tiếc gì cả. Đúng. Ok. Kết thúc tranh luận. Kết thúc tranh luận. Mọi người hãy đưa ra biểu quyết của mình. Mọi người vote ai? Tôi vote Hana. Hai phiếu trống, một Hana, hai Hana. Ok. Chốt lại số phiếu là có hai Hana và hai winner và hai phiếu trống. Thì kết quả là hòa, không ai chết. Thật sự chị Hana đâu mà chị Hana lại đi dưới bậy nữa cho nên em ghét rồi, em ghét rồi. Ghét rồi. Có khi dưới chuối sao? Gì? Không có dưới hai ván liên tiếp được. Trời ai biết được, người ta hơi bị rồ á man. Anh nói dối mà không biết hả? Anh nói dối nhưng mà thầy nó hay hơn lắm. Anh nói dối thầy hơn. Bà Hana, bà Hana là nguyệt nữ nè. Bà là Hana nguyệt nữ chứ gì nữa. Ê chị là sói mà. Tất cả mọi người đeo bịt mắt đi ngủ nè. Đã khuya rồi. Đêm thứ hai bắt đầu. Xin mời Nguyệt Nữ thức dậy. Đêm nay Nguyệt Nữ rủ ai đi chơi cùng? Xin cảm ơn Nguyệt Nữ. Mời Nguyệt Nữ đi ngủ. Bảo vệ ơi dậy đi. Đêm nay bảo vệ muốn bảo vệ ai? Xin cảm ơn bảo vệ. Xin mời sói thức dậy. Đêm nay sói muốn cắn ai? Xin cảm ơn sói. Wow, đêm nay gây cứng quá. Xin mời nữ người nữ sói. Ok, nữ người nữ sói ngủ đi. Xin mời Già Làng. Già Làng đừng ngủ quên nữa nha. Win up with you. Cảm ơn Già Làng. Dậy đi. Phù thủy ơi, dậy nào. Đêm nay người này bị cắn, phù thủy có muốn bảo cứu người này hay không? Ok, cảm ơn phù thủy. Vậy còn phù thủy có muốn giết ai hay không? Không cứu rồi. Cảm ơn phù thủy. Có giết à. Trời sáng rồi mọi người dậy đi. Từ. Tôi có linh cảm là tôi chết tiên này.
Tại sao anh lại có linh cảm như vậy? Tại vì tôi có vẻ có nhiều tư thù cá nhân. Bỏ lên đây luôn, bỏ lên đây luôn, bỏ lên đây trước luôn, bỏ lên đây trước luôn. Không có nói nhiều, không có nói nhiều luôn. Anna xấu xa Anna. Anna em đem qua thật sự là thẳng lắm chị. Đêm qua thật sự là quá nhiều thứ xảy ra, nên là em đã xém quên mất là mọi việc như thế nào. Nhưng mà may thay là em đã kịp lót lại lần cuối. Và người phải ra đi là... May thay Nguyễn. Winner. Mời anh lên hội. Đấy rất hay. Không biết là nên, không biết là nên nói là dở hay là... Ok, Winner lên hội đúng không? Thì là đứa con Hoàng đúng không? Nhưng mà mọi người thảo luận. Không phải, chị chắc chắn luôn, chị là sói rồi. Chị là sói. À, đúng rồi, mà vòng... Tại vì vòng trước là Winner, một vòng này Winner chết đúng không? Không phải, không bây phải. Bây giờ từ từ. Bây giờ lỗi chức năng. Bây giờ lỗi chức năng là thắng luôn, em nói thiệt. Em là gì? Em là gì đã Kenji? Trời, em là gì xích? Ừ, em là cái đứa con hoang, em chưa bị biến hình sói. Bây giờ mọi người nói hết đi. Thì có thể thắng. Thấy nó không thiệt lắm á. Chắc thôi. Thôi thì đừng có tào lao. Chắc luôn, hứa luôn. Hứa luôn, bây giờ mình phải dịp chân tay. Chị lấy gì vậy chị Thủy? Chị lấy gì, chị là phù thủy đúng không? Ừ, chị nói luôn chị là phù thủy. Chị đứa con hoang không? Tại vì lúc đầu em chết, chị cứu em không? Đúng rồi, chị thương. Vậy là chị thương. Vậy là chị thương. Vậy là chị thương. Vậy là chị thương. Chị là Nguyệt Nữ. Không không. Chị thương là gì nữa hả? Mình không có biết được. Là chị thương với lại Kenji đó. Em mà bớt chị là em sẽ thua. Chị không phải là sói. Chị thương. Không, chị là gì? Chị là gì? Nói chung là Kenji không có chết. Thôi đừng có tào lao, đừng có tào lao. Cái gì chị nói gì? Đó là vì Hana, tại vì Hana đang muốn giết Winner. Chị thôi, chết thôi. Đúng rồi. Nếu như mà chị cầu một bình không. Chị cầu một bình đi đúng không? Ừ. Nếu như mà tí xíu nữa mà màn này mà không thắng á, chị giết chị Thương đi. Không được. Không phải gì là nếu nghe là gì nếu mà giết chị. Nếu mà giết chị là chị Thương là sói chùm, Kenji là đứa con hoang, là hai đứa là thành ra thua rồi. Không, em lại nhớ tại vì phần trước hai. Là hai hai là thua rồi, sói hai người hai là thua rồi, không sao nữa. Nhưng mà cái này chị Thương là gì? Em có hiểu không? Rồi chị muốn vote Hana. Em không phải là sói, chị là sói đó. 90% đâu. Trời ơi mọi người, hồi nãy tôi chung vote cho vui gì đã. Hồi nãy tôi vote cho vui. Nghi Hana lắm luôn. Tôi là Nguyệt Nữ. Bây giờ cho em nói cái đi. Cho em nói cái đi. Bây giờ em tin chị Hana không phải là sói. Nhưng em thích boss. Và em biết chị Hana không phải là sói nhưng mà em vẫn thích boss. Ừ, em nói vậy. Ủa vậy Kenji là sói đó. Kenji là sói rồi. Không, em là nửa người nửa sói, em chưa bị biến thành sói. Ừ thì em là chị Thương là sói đó, là một phe đó. Không, em chưa bị biến thành sói là sao gọi là một phe được. Thôi, ai sao tin em được. Em chưa bị biến thành sói. Chị muốn cho Kenji vậy rồi. Chứ mặt ơi em mà nói xạo cả chị, em nói xạo nói thật vậy em vẫn phải vote chị. Mọi người tin sao tin nhưng mà em phải vote chị. Vote Kenji đi mọi người. À vote chị Thương trước đi, vote chị Thương trước đi. Xong rồi Kenji cũng được, Kenji chắc là nó bị cắn rồi. Thử Kenji trước đi hay là... Trời ơi, đừng có thử. Kenji là đừng có thử. Kenji là sói thôi, chị không phải là sói đâu. Thôi. Em là Nguyệt Nữ nè. Em không biết Winner là gì nhưng mà bây giờ mình vote chị Thương thì nếu mà mình vẫn không thắng được thì là Kenji là sói thì chị có thể quăng bình chết cho Kenji nữa là xong. Ok ok. Tại vì okay, chị okay. Đã chứng nào của anh thắng là gì? Ta biết được. Cho nên vậy mong đâu biết. Winner giống già làng quá. Không phải. Cái gì đấy vậy? Hana muốn giết Winner chết. Không, chị đừng có đổ lỗi cho em nữa, em nói rồi, cái giấy này em nói chưa vui. Em biết là chị Thương rồi, em biết là chị Thương rồi, nhưng mà em vẫn vote Hana. Ok mọi người. Thảo luận kết thúc. Em vậy.
Chị Thủy, chị tin em đi. Chị thương đó. Chị Thủy, chị tin em đi. Chị đừng có nói gì cũng buồn rồi chị ơi. Giết chị anh thế. Tại vì em thật sự em nghĩ chị là sói. Nhưng mà em chưa biết là em sợ là chị Hana là đang lấy chức năng của anh Thắng người khác. Nhưng mà em không nghĩ là anh Thắng là Nguyệt Nữ. Nhưng mà em không biết nữa, em không có lạ gì hết trơn. Nói đi, nói đi, nói đi rồi chung luôn vậy. Nói cho Hana đang có 3 vote. 3 Hana và 2 vote cho chị Thương. Vậy là Hana sẽ được đưa lên sàn. Xin mời chị trăn trối. Cái ván đầu tiên á em mới winner, tại vì á em mới chơi vui thôi, thường thường á mới vô em không có dữ liệu gì hết, em nhìn ai ngay là em giơ lên bot. Với lại á biết sao không, chị không có lấy, biết sao mà em có thể trừ đi khả năng mà chị lấy cái nhiệm vụ của winner, tại vì chị đâu có biết nhiệm vụ của Kenji với lại chị Thương đâu. Chị biết là em với lại chị Thùy rồi thì chị đâu có thể nào mà phán chị là nguyệt nữ được, tại vì lỡ mà chị là sói, chị phán chị là nguyệt nữ thì lỡ Kenji là nguyệt nữ hay chị Thương chị bị lộ sao, thì chị chắc chắn là nguyệt nữ chị mới dám nói như vậy được, nên là trừ được cái khả năng là chị giả vờ nhận là nguyệt nữ rồi ha. Ngoài ra là chị Thùy nãy nghi em, chị Thương cứ đốc đốc nói là lúc đầu em cứ vote winner trong khi là winner đã chết rồi thì em là sói. Nếu em là sói em vote winner yến xong còn giết winner làm gì nữa để cho em tự bị dính vô cái vote đó. Nên là hả mọi người có thể bỏ ra qua em rồi. Mà em nghi, rất là nghi chị Thương lại khen chơi là sói. Đó, thì nói chung là em nói vậy thôi, chị Thùy chị phải tin em. Chị mà vote em là mình thua. Ok, 30 giây kết thúc. Xin mời mọi người đưa ra biểu quyết. Chết hay sống? Một phiếu chết đến từ Kenji, hai phiếu sống đến từ hai phiếu chết đến từ. Hai phiếu chết và hai phiếu sống. Mọi người không được nói bất cứ cái gì nữa tại vì đã hết thời gian thảo luận rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục ván chơi, xin mời mọi người đi ngủ. Xin mời Nguyệt Nữ thức dậy. Nguyệt Nữ muốn rủ ai đi chơi cùng? Đưa hình. Cảm ơn Nguyệt Nữ. Xin mời Nguyệt Nữ đi ngủ. Tiếp theo xin mời bảo vệ. Bảo vệ muốn bảo vệ ai? Wow, bảo vệ rất là hay. Được, cảm ơn bảo vệ. Thôi lại giết cho mà biết hay hay vậy. Nhưng mà thấy nó hợp lý thì em có quyền được cảm thán mà. Ok, xin mời sói. Sói ơi, đêm nay sói muốn cắn ai? Ok, đã nhận được tín hiệu. Cảm ơn sói. Tiếp theo xin mời nửa người nửa sói. Cảm ơn nửa người nửa sói. Xin mời già làng. Thì thấy. Cảm ơn già làng. Cảm ơn già làng. Xin mời phù thủy. Cứu người này hay không phù thủy ơi? À, vậy thì còn có muốn giết ai hay không? Cảm ơn phù thủy. Xin mời mọi người tỉnh dậy. Trời sáng rồi. Hôm qua em đã vô hiệu hóa chức năng của chị Thương. Chức năng của chị là gì mà em lại vô hiệu hóa? Sói rơi chứ còn gì nữa chị yêu. Thật chất á là chị vô hiệu hóa chức năng của chị Thương cũng không có điều gì, cũng không có thay đổi được cái gì hết á. Bởi vì già lại vì chị Thương chết rồi. Tại vì đúng rồi, phù thủy Quang Bình giết chị Thương rồi. Chúc mừng Dân Thắng. Không, nhưng mà chị Thương ra là em đã biết chị Thương rồi. Em suy nghĩ thật sự biết tên đầu tiên nó là sói Quang Bình, sói giết Việt Thi, chị đã cứu Việt Thi và không có ai hết hai đêm mà chị không có luôn.
em là cái người chứng kiến nè. Hai đêm đầu không thấy ai bàn luận gì chị Thương luôn. Xong em cảm thấy đúng rồi, đỉnh cao. Và chị Thương diễn vai tội nhân á Lục, gọi là người bị hại rất là hay nha. Ai đâu bị giết mà. Đỉnh luôn á, em không nhận ra luôn. Cho đến khi Hana nói mọi người mới bắt đầu nhìn vào chị Hương, chị Thương. Lúc đầu á là chị nghi ngờ là Kenji hoặc Hana, tại vì một là Hana là sói, tại vì có lần Hana đã là sói rồi cũng diễn lắm. Cũng nghi. Anh là bảo vệ. Em biết thế nào là đêm thứ hai em cũng bị giết, nhưng mà đêm đầu tiên em đã chơi theo cái cách của mọi người là đi tự cứu mình rồi. Hay đêm thứ hai mình không thể bảo vệ mình được nữa. Là đi bảo vệ lúc tông thật sự. Hôm nay đặc biệt chúng ta sẽ có hai ván game. Thì đặc biệt trong cái ván game thứ hai này mọi người sẽ không biết những chức năng nào sẽ tồn tại. Cho nên là vào cái đêm thứ hai á, khi mà mọi người đã nhận xong hết chức năng rồi á, thì khi em gọi từng chức năng dạy, mọi người phải ghi nhớ được là ván này có tổng cộng bao nhiêu chức năng và chức năng đó là những gì. Ok. Mời chị Thương thức dậy. Chị Thương. Mời chị nhận chức năng. Ok. Tiếp theo mời Kenji. Ok chưa? Okay, mời chị Hana. Ok. Tiếp theo mời anh Winner. Mời chị Việt Thi. Ok. Và cuối cùng mời chị Thùy. Đêm thứ nhất bắt đầu. Đầu tiên xin mời bảo vệ. Bảo vệ hãy dậy đi. Đêm nay bảo vệ muốn bảo vệ ai? Cảm ơn bảo vệ, mời bảo vệ đi ngủ. Sói ơi, dậy nào. Đêm nay sói muốn cắn ai? Đề nghị sói hãy nghiêm túc. Winner đừng giỡn anh Winner. Ok, mời sói ngủ. Tiếp theo xin mời Tiên Tri. Tiên Tri muốn sai ai? Cảm ơn Tiên Tri. Xin mời phù thủy. Phù thủy đêm nay người này chết, bạn có muốn cứu hay không?
bạn có muốn giết ai hay không? Ok, cảm ơn phù thủy. Cuối cùng, dân làng ơi. Dân làng. Wow. Cảm ơn dân làng. Dân làng hãy ngủ đi. Xin mời mọi người tỉnh dậy. Cảm giác mình chết thế nhở? Trời ơi, sao mình chết cái gì? Trời ơi, mình chết cái gì? Đêm hôm qua là một đêm rất là căng thẳng. Chúng ta có một người chết. Và đúng như linh cảm của anh chết đây Winner. Mời anh lên. Thấy kỳ quá à. Không tin tôi thì... Ủa nãy có bao nhiêu sói ta mọi người? Nãy có bao nhiêu sói ta? Chắc cho bánh trước mà. À, từ khoan cho em nói cái. Em nhầm, đêm qua không phải một người chết, lộn. Mà là tới hai người chết. Ghê vậy? Ai nữa? Anh Winner và chị Hana. Chết rồi! Đó là sao? Trời xin 100. Là có thể thử khoanh đúng không mọi người? Hoặc là... Mời mọi người thử luận. Thợ xanh hoặc không biết. À đâu? Họ làm gì có thợ xanh? Họ là phù thủy. Phù thủy giết. Có thể. Đúng, có thể phụ thủy giết nha. Người lại sói. Thủy đang đêm trước. Ủa mà. Bây giờ tiên chiến sói được ai rồi? Bây giờ lộ ra là cũng tiên có thể là thắng nha. Tiên chiến là sói á. Đừng có tào lao, đừng có vui nữa nha. Đừng có tào lao nha. Tào lao là hốt liền. Tào lao luôn. Lý do vì sao? Vì sao mà nói mày mình là sói? Tại sao? Tự nhiên lộn em được bao giờ bạn cũng vậy, lộn. Sao? Muộn rồi chứ. Vì sao mình thi nói mình là sói? Tại vì tao nghĩ mày là sói lộn, tại vì chị nghĩ em là sói. Mình cũng nghĩ mình thi là sói nè. Nó rất là vô căn cứ. Chị hôm không phải là sói. Chị Hana đúng không? Hôm qua không ai bị thi giết chị Hana đúng không? Con chi là gì vậy em? Em là phù thủy. Tại sao? Thầy có phù thủy không? Phù thủy không em? Sao? Đừng có tào lao Việt Thi, đừng có tào lao nha. Từ từ, cho em nói nè. Việt Thi là sói. Im, để nói trước cái đã. Hôm qua Việt Thi là sói, Việt Thi giết chị Hana. Xong rồi Kira mới hỏi em là hôm nay chị Hana chết, giơ bảng Hana lên. Xong rồi hỏi có muốn cứu không? Em không muốn cứu. Rồi xong rồi em nghi anh Winner là sói cho nên em giết anh Winner luôn. Ok. Là em quăng mình giết luôn. Cho nên là Việt Thi nghi em. Là Việt Thi tào lao. Em chỉ không phải là sói. Em mới tào lao á. Ai biểu lúc này không nói rõ làm chi thì chị phải ủa, nói là em thôi. Muốn vậy mới được là sói. Vậy mà chị có quyền đó là sao cho em để nói chức năng ra mà. Chị có quyền đó chứ bộ. Vậy Việt Thi là gì? Việt Thi là bảo vệ á. Chức năng lắm em. Ok, vậy bán tiếp theo Việt Thi bảo vệ mình. Nhưng mà lỡ tôi chết sao? Thì vô quăng mình cứu Thi, xong mình hết chị thương. Chết đáng. Ok, chết đáng. Ok, đã thảo luận xong. Bây giờ mọi người hãy giơ bảng lên, mọi người muốn vote ai? Khó quá. Chị tin Kenji. Và chị sẽ vote Thùy. Thùy đi. Vì chị tin Thùy. Em nghĩ chị Thùy. Thùy Thùy. Chị không phải là sói. Mọi người ơi, vote cho cẩn thận nha, tại vì đã có hai người chết rồi đó. Kenji đã nói chức năng của Kenji rồi mà Thùy cũng vote Kenji, chứng tỏ Thùy là sói. Chưa, không phải là sói. Lát nữa em lên nhà đi, mọi người sẽ biết. Chúng ta có ba bốn bên Kenji. Ai bị lưỡi bên Kenji, chị Thùy á. Chúng ta có ba vote cho chị Thùy, một vote cho Kenji thì chị Thùy sẽ lên vàng. Chị Thùy ơi, chị còn sói gì sao? Mọi người giết chị là sai lầm, chắc chắn là đêm sau vẫn còn sói. Chị... Ok, chị sẽ lộ chức năng của chị luôn. Khi bảo vệ là sẽ bảo vệ chị.
chị là Tin Chi. Tin Chi á? Từ từ, đỡ Winner là Tin Chi sao? Kìa, ê! Tại sao chị thì là Tin Chi? Quan, chị là Tin Chi, chị đã soi Winner, thì Winner là sói. Không, Winner là sói đã thắng luôn rồi. Không, hồi nãy. Có hai sói trong đó này. Có hai sói, có hai sói. Hai sói đúng rồi, tại vì Việt Thi có biết hai sói này là chị là Tin Chi, chị đã soi Winner đúng. Winner là sói thường. Ok, nên mọi người sói thường. Hai con sói thường á. Đúng. Em có thể tin được, tại vì anh Winner cũng có, em cũng tin. Làm sói cũng hơi cực nhã xíu. Em cũng tin. Em không tin thì chắc chắn là đêm sói, em đêm thua thôi. Không, ok, 30 giây đã kết thúc. Từ. Việt Thi cứ giết đi, mình còn hai mình cứu nữa mà. Mình cứu bản thân mình, Việt Thi còn mình bảo vệ mà. Ok. Tại sao lại giết chị nữa vậy? Sao em muốn giết chị nữa vậy em? Ủa? Bây giờ biểu quyết. Thì ơi, không bao giờ chị đang sói hay là liên tiếp đâu em à. Xin chia buồn cùng chị Thùy. Chị Thùy đã cùng hội với lại Hana và Winner. Không sao chị Thùy, chứ dù là chị có chết thì người chị còn chết trong vinh quang chị Thùy. Đúng rồi. Yeah. Bởi vì cái chết của chị đã khiến dân thắng. Tôi là Tiên Chi thì em anh chị có đi ghê đó. Không, nhưng mà em tin phải thế luôn á. Kiểu là chị sắp đó là kiểu là chị biết Kenji với lại biết chị đã lộn chức năng rồi. Vì chỉ còn Tiên Chi chưa nói thôi. Nên chị mới lấy chức năng của Tiên Chi ra nói luôn. Nhưng mà anh Nguyên Đơn có phải là sói không? Nguyên Đơn là sói luôn. Nguyên Đơn là sói luôn hả? Cái đêm đầu tiên á chị soi ra Nguyên Đơn á. Định nói chưa nói nữa chết rồi. Thì đó em cũng chết Nguyên Đơn luôn. Cũng hai người. Không, trời ơi. Hồi nãy là mấy chút xíu nữa là em cứu chị sống dậy rồi đó chị Thùy. Lúc đầu anh cứ tưởng là có một sói à, thế là anh kiểu thế nào cũng được, đang kiểu suy nghĩ không biết giết ai ấy. Lúc đầu mà em gọi anh Winner dậy á, mà em thấy chức năng của anh Winner xong cho đời em nghĩ rồi, dáng này cũng đi qua nhanh thôi, không thấy nhanh thiệt. Không, nếu mà không, thật ra cái ván nó nhanh cũng là do cái câu của em, nó là một twist của cái ván này ấy. Đúng rồi. Tuy nhiên mình luôn có chọn nhã, cái là nguy luôn. Mà con lợn nữa cũng rồi. Tại vì có hai sói mà, em nghĩ là chị Thùy sẽ chống trả lại được thôi. Không kiểu là mọi người đã chứ em không hối anh, chứ em không biết câu nào khác để hối hết trơn á. Kiểu là chị cũng không ngờ là mọi người lộn chức năng dưới ngón vậy. Nên ơi, nói cũng bất lực rồi. Thấy cái gì Việt Thi lộn chức năng rồi mà Tin Chi chưa lộn chức năng nên chị lấy Tin Chi luôn. Không mà đỉnh thì có, em tin chị thiệt á chị Thùy. Giả mang, phải hóc chiêu này mới được. Mà sao em lại muốn giết chị hả Thi? Hả? Tại vì là em... Lúc mà chị Thùy nói chị là Tiên Chi á, mà bây giờ em, Kenji với là chị đó đều lộ chức năng rồi. Thì giờ không phải ba người nữa thì là chị thôi. Tại vì em tin Kenji, em nghe Kenji nói hợp lý. Xong rồi em tin Thùy luôn. Xong tự nhiên em cũng tin chị Thùy luôn. Mà không tin chị, trời ơi. Không, nhưng mà không biết xong rồi tin chị. Trời giết sao mà mới tin. Không ngờ Việt Thi tin chị vậy luôn. Thì tin lắm luôn, tại vì chị nói logic giả mang luôn á. Đúng rồi, em biết hết mà em còn tin mà. Mình á, lúc mà chị nghe chị nói, chị ngồi đây nè, lúc mà chị nghe chị Thùy nói thật ra chị là Tiên Tri, cái mình trời ơi, ghê, cú này ghê. Hả? Mình nhìn Việt Thi kiểu tin xong rồi mình tức chữ. Đặt cái lúc đó chị kiểu shock á, kiểu Việt Thi á, đúng kiểu xoay 160 độ luôn. Ủa? 360 độ luôn. Trời, tự nhiên là em xong á hở chị Thùy nói cái ha, đúng rồi ha, em thấy hợp lý á, rồi em tin. Nhưng mà xong cuối cùng á là cái phương án gì đó vớt, trời mình vui trong lòng.
lúc đầu á là mình là sói, mình cứ nghĩ là mình chỉ có một sói thôi, là mình cũng bất an quá, tại vì mọi người chưa bất an quá. Mình quay lại nhìn thấy nó lại mở mắt ra, là mình mới nghĩ chắc là nó là sói trùng. Ủa mà sao Winner chết vậy? Winner chắc ai biết bị mình giết. Kenty giết. Đúng rồi. Hả? Tại Kira, Kira nói vậy cho nên là mình mới chết rồi. Tại Kira. Hôm nay á, hay hơi nhiều nhớ mồm. Bản một thì vịt. Bản hai Kira hơi nhiều. Tại vì nếu mà em không bán đầu em cũng định giết rồi, em chắc chắn là em sẽ dùng mình giết. Em định giết chị Hana cơ. Nhưng mà em thấy chết rồi, sói cắn chúng Hana rồi. Ok, xong giết luôn Winner. Vậy có nghĩa là Kenji như Hana là sói đúng không em? Dạ không. Em không có ngươi nhưng mà em chết thôi. Không, tư thù cá nhân tới đây là hết nha. Ok. Thì hôm nay được chơi game cùng với P36 thì mọi người không biết là mọi người có cảm nhận như thế nào ha? Rồi kiểu như là quen nhóm cũng lâu rồi mà lần đầu tiên cảm thấy mọi người ở bên ngoài thì yêu thương này kia lắm, mà cuối cùng trong game giết mình như cái gì, tới vòng thứ hai rồi mà giết mình ở Việt Thi á. Trời ơi, không phải rồi. Trời ơi, nhưng mà nhìn chị nó sao sao á, không có đáng. Nói chung là có tức thì tức, nhưng mà cũng vui vì đã được chơi với mọi người ngày hôm nay. Vẫn ghim trong lòng. Những lần sau gặp thì tôi sẽ trả thù. Yeah. Thương lắm. Chị Thu hết dịch với gặp tụi em nha. Không, gặp gì nữa, yêu thương gì nhau đâu gặp. Ủa, nãy chị mới nói cái gì mà tức thì tức nhưng mà vẫn thương mà. Đúng rồi, tên chị là Thương mà. Chị nói tên chị thôi á, hiểu không? Chứ đâu phải là thương bọn em đâu. Ok, còn chị Thùy. Ok, còn chị Thùy thì sao? Ok, hôm nay chơi với nhóm rất là vui. Mà vẫn tổn thương, mọi người giết chị ngay đầu tiên luôn. Tổn thương quá. Chị hy vọng là sắp tới hết dịch đó là nhóm có thể ra được sản phẩm, nhiều sản phẩm hơn cho Bích nghe nha. Yeah, mọi người hãy giữ gìn sức khỏe trong mùa dịch nha. Ok. Dạ. Em cảm ơn chị Kira Kira. Không có chị em. Không có chơi. Chị Dung ơi. Chị Phương sẽ có một mùa nghỉ dịch đặc. Một mùa nghỉ dịch thật là sức khỏe và vui vẻ nha. Ok, cảm ơn em. Mọi người cũng vậy nha. Hy vọng là năm sau có thể được gặp nhóm trực tiếp. Yeah, tụi em vậy. Yeah. Hình như có một lần là mình chơi với lại Hana rồi. Lúc mà là Hana bị lag á. Livestream với Hana. Lúc mà Hana livestream á kiểu là mình nhớ rồi. Mình nhớ. Ồ là à, rồi giờ mới để ý ra cái kính hồng nha. Cảm ơn hai chị vì hôm nay đã tham gia cùng với B36 và tụi em sẽ gửi đến hai chị một phần quà. Mọi người ơi, hãy coi livestream của B36 vào khung giờ 20 giờ thứ 6 hàng tuần trên fanpage B36, TikTok của B36 và siêu ứng dụng giải trí Netlove, và phát lại vào lúc 20 giờ thứ 7 trên YouTube của B36 nha. Bye bye và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye. 사랑합니다. 사랑해. 오하이오 금액입니다. 금액입니다. 잘 부탁드립니다. 감사합니다.